Được sáng lập bởi ông Colonel Harlan D. Sanders, KFC là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu hiện nay. Với công thức đặc biệt kết hợp của 11 loại thảo mộc và gia vị, KFC mang lại hương vị độc đáo cho món gà rán trứ danh của mình. KFC phục vụ hơn 1 tỷ bữa ăn trên 80 quốc gia khác nhau. Năm 1997, KFC đã khai trương nhà hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, hệ thống các nhà hàng của KFC đã phát triển tới hơn 140 nhà hàng có mặt tại rất nhiều thành phố lớn trên cả nước. KFC cam kết mang lại những món ăn ngon nhất cho khách hàng. So right after I finish my work, I will go together with my girlfriend to KFC and enjoy the great service and meal tonight. Bollo frito de Kentucky es muy bien. Me gusta Kentucky mucho. Мне очень нравится KFC. Здесь очень дружелюбно, очень хорошо, очень вкусно. И моему ребенку тоже это нравится. Да? На, держи. Три. KFC, это вкусно, да? KFC, да? KFC, 何が一番好きなの? Popcorn. どのよ? このポップコーン? 毎週来てるもんね、これね。ポップコーンね、食べるね。あとは?ポップコーン以外は何が好きなの? フライドポテトとか。フライド、フライドポテト。フライドポテト。美味しいよね、KFC ね。Bonjour. Oui, j'aime beaucoup le KFC parce que leur personnel est très sympathique, très professionnel. Le service est impeccable. J'aime beaucoup le personnel de KFC. KFC, c'est très bon. Et j'aime beaucoup KFC. Câu hỏi dành cho bạn là, hãy liệt kê những ngôn ngữ được sử dụng trong clip này.